ra cái xíu. Ấy. Nó cắn nó đâu đâu thằng đâu rồi, nó đâu rồi. Bắp đùi nó chạy xuống vườn dưới rồi. Nó chạy xuống vườn dưới. Nó cắn anh đâu? Nó cắn nó đâu? Nó cắn chết con gà này anh giằng ra xong anh đập nó. Đi đây. Đi vào đây. Cầm cái cây dài dài mà vụt đi lại gần. Mà chân là sâu rửa hai chân đi thôi mà mẹ nó đâu rồi. Giày đeo giày đúng. Sao mút vào thế này? Huy ơi hết sức rồi. Mày út đi. Cưỡng được. Cái gì đây? Mày kêu lên cái sao đây dùng cưỡng? Nhưng mà anh chỉ có đau một tí này. Thôi. Cưa gì? Gà đang gà ngon. Anh em ạ. Tự nhiên nảy sinh ra luôn một ý tưởng nhé. Để mình chôn tất cả các em trong tem nhé. Mình sẽ giả vờ bị rắn cắn anh em ạ. Và hiện trường cả con gà bị cắn chết đây. Đấy anh em. Đi vào ra. Đấy. Bây giờ mình sẽ dựng hiện trường nhé. Và bảo chúng con gọi em mày vào về gọi thất thanh vào. Vâng. Ngọc anh bị rắn cắn rồi. Vâng vâng. Anh cắn chết gà, cắn cả anh Ngọc rồi. Thì thấu chưa? Đấy. Vâng vâng. Đấy, ok anh em nhé. Bây giờ mình sẽ dựng hiện trường ở đây. Đấy, con gà đây. Tí là chúng nó ra đây. Chúng nó ra đây. Tí nữa là sẽ giả vờ bị rắn cắn để xem phản ứng của chúng nó thế nào. Chúng nó có cứu tôi không nhá. Anh em nhớ đón xem hết video nhá. Ôi, mày làm gì đây? Anh ra rồi kia, anh Ngọc bị rắn cắn sắp chết rồi. Gì? Anh Ngọc bị con rắn gì nó cắn ở ngoài kia. Ở đâu? Ở ngoài vườn bưởi ra cứu con gà đấy bị con rắn nó cắn rồi. Tạ em thấy ông ấy kêu ác lắm rồi, thật mà. Đâu? Kìa. Ôi. Sao thế? Ô chua nào? Ôi chết hết gà rồi. Ấy. Nó cắn nó đâu đâu thằng đâu? Nó cắn bắp đùi nó chạy xuống vườn dưới rồi. Nó chạy xuống vườn dưới. Nó cắn anh đâu? Nó cắn nó đâu? Nó cắn chết con gà này anh giằng ra xong anh đập nó. Đi đây. Đi vào đây. Nó ăn tận dưới kia kìa. Nó chạy xuống dưới kia rồi nhanh lên. Đuổi con đồ chúa này nó cắn chết người. Sơ cứu cho anh Ngọc đi. Lấy cái gì đây? Garo chết đây. Máu nó chảy lên. Máu nó độc nó chuyển lên chết tao đi. Mày chết thôi. Chúa cắn chết mà. Em thấy người ta bảo chạy cắn mà chết luôn mà. Buộc chết mà. Rắn cắn này. Này làm nào. Ôi, bây giờ anh không biết. Lọ mọ ra đây làm cái gì? Đặc tím này hết đây rồi này. Đây, nó đặc tím rồi đây. Anh ấy xong đi học cõng được anh Ngọc rồi. Bây giờ anh không thể đi được. Đi là máu độc nó truyền lên trên. Nào, nó trên anh lên cái đầu đi em. Không, đừng làm một sao chú. Bây giờ làm nào? Để chú làm đây, chết à? Anh làm đây cũng chết mà. Chết rồi. Chúng mày có khiêng được không? Khiêng anh đi. Chỉ có khiêng thôi chứ không. Anh mà bước chân đi là chết. Anh Hiền ơi. Bây giờ làm nào bây giờ? Ôi, trời ơi. Gà đang chết tao rồi. Bây giờ chỉ có sơ cứu tại chỗ thôi. Sơ cứu tại chỗ đó bây giờ phải. Em thấy bọn nó hay ấy mút chân đi. Không phải mút đây, máu. Mẹ ấy anh góp thằng nào được thằng Tiến này. Thằng Tiến này. Thằng coi hút máu cho anh. Đây thôi. Thằng nào hút rồi. Mày mút ăn mỗi thằng mút một tí. Không máu nó độc vào người mày chết đấy. Đúng rồi, ba thằng mày mút được. Anh mút trước đi. Đau quá. Trời ơi, nó ra có mỗi tí máu này. Quay bóp ở trên này xuống của mày. Giữ vào đây, tôi giữ vào đây không máu nó xuống. Đúng rồi, lặn máu nó ra. Đúng rồi, đấy, nó hay làm răng nó. Nhưng mà mày cẩn thận mút, mày bị ngộ độc đấy. Ngộ độc ở trên này còn không nhanh bằng cái này của anh. Ừ. Trời ơi. Đâu thằng còi nữa đi. Mỗi thằng mút một tí không có độc. Để em đi. Không, thằng còi mút nữa xong rồi nguy mút thì không có độc. Đấy, ông ấy tôi lặn. Một mình mày mút là chết đấy. Một mình mày mút là nhiều độc nữa là chết đấy. Trời ơi. Anh ơi, anh sắp chết rồi à. Rồi. Cầm cái cây dài dài mà vụt đi lại gần. Mà chân là sâu rửa hai chân đi thôi mà mẹ nó đâu rồi. Giày đeo giày đúng. Sao mút vào thế này? Huy ơi hết sức rồi. Mày út đi. Út đi. Ui giời.
Buồn quá. Nào rồi. Anh ấy đi, anh cứ ngồi im, anh đừng có kêu ý rồi. Kêu anh ở bên trên. Anh ngồi im đi, rắn đừng có cự quậy. Ông ấy mút lót đi. Tối lắm. Mày ốt mà. Nó mới đâu đây. Thế mà muốn chung chết rồi. Anh ơi, anh cứ phải xích, anh được kêu. Nào làm nào. Tôi không được sống rồi. Nói lên tiền. Chết tao được. Bọn em đang mút đi rồi. Đấy, bà. Đấy, nó nếu mà em như ấy đấy. Thôi được rồi, chúc mày đừng gần để không, anh chết đi. Anh sợ. Nếu như hay một là... còn cách cuối cùng là nếu mà đọc nó không ra là phải chặt chân. Ừ. Đây, hay là chặt chân ra. Không, 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 không. Chặt chân bây giờ là phải chết. Không. Anh hiểu bây giờ nếu mà đưa anh chạy lên là ông chạy lên não không cứu được. Không cứu được. Bây giờ chỉ có chặt chân luôn. Chặt chân ra. Ui cầm dao đây. Cầm dao anh cuối cùng ra. Ôi chúc mày cầm dao thật á. Cưa lên là cưa được. Cái gì đây? Đặt cái chê lên. Chân anh dùng cưa. Nhưng mà anh cố em đau một tí này. Thôi. Cưa gì? Sao mà cưa thật á? Nào là anh ơi. Đừng cưa chân tao. Anh nửa bên sau quay. Thôi khoai rồi. Chưa đọc. Anh ra khỏi rồi. Anh đừng đi lại nhiều. Không có. Đi lại nhiều. Để trắng khỏi hay là cưa luôn. Thôi. Xuống đây đi. Ba thật mày mút chân đọc nó ra rồi khỏi rồi. Ra. Nhanh lên. Khỏi. Mút nốt con gà anh ơi. Mút nốt con gà cho anh. Điên cứu con gà cho anh đã. Anh điên là mút chân cho anh. Mà gà, mẹ cứu ăn con gà đi. Gà đâu? Con gà đâu? Gà như này chết. Như con đâu mà phải mút. Mồm mới có loạn. Mà anh cứu con gà cho chủ. Anh chân chưa ấy đâu, chưa hết độc đâu mà anh. Sao để cưa đi. Không tí nó chạy lên lão đấy. Anh không cưa. Anh kê lên đấy. Về đi em phải trốn đây.